bạn đang muốn tìm một dòng xe đạp cho ngân sách từ 4 đến 5 triệu và muốn mua của thương hiệu Chinx. Thế thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai mẫu xe đạp, đó chính là Chinx M136 và Chinx K016 nhé. Christmas lights shine bright through the cold evening fog. And I hear sleigh bells bouncing off the houses. The church choir sings. Thế là trong đoạn intro rồi thì các bạn cũng đã được chứng kiến hai chiếc xe này rồi, và một chiếc xe thì K016 nằm ở trong phân khúc là giá hơn 4 triệu một chút, còn M136 thì trong phân khúc là hơn 5 triệu một chút. Và tại sao chúng lại có điểm khác nhau như thế? Trong video này, mục đích chính là mình sẽ chỉ ra cái điểm khác nhau giữa hai dòng xe này để làm rõ cái lý do tại sao chúng lại có sự khác nhau về giá như thế. Còn tất nhiên là các bạn để ý rồi, hai chiếc xe định hình thì nó sẽ có các thiết kế, các cấu tạo nó khá xem nhau. Và bây giờ thì hãy cùng mình chỉ ra xem hai chiếc xe này có điểm gì khác nhau nhé. Christmas cheer, drinks with friends we haven't seen for a while. Since I've been to that little town called home, pine tree dressed up with every ornament we got, and stockings hung, we know we're flowing from the top. Nếu như mà bạn yêu thích một chiếc xe đạp địa hình khung thép, hãy chọn K106. Còn nếu như mà bạn yêu thích một chiếc xe đạp địa hình khung nhôm nhẹ hơn thì hãy chọn M136 nhé. Church choir seems alive. Giữa khung nhôm và khung thép và ưu và nhược điểm của chúng là gì? Như các bạn cũng đã biết, ưu điểm của khung nhôm chính là nhẹ, độ bền cao và nó hấp thụ sốc khá là tốt. Còn về khung thép, như các bạn đã biết là khung thép có một cái ưu điểm, đó là nó chịu một cái độ lực, một cái áp lực rất là lớn và độ bền cũng khá là cao. Tuy nhiên thì thép lại có một cái nhược điểm, đó chính là nó nặng hơn nhôm. Như các bạn biết không, khung thép thì nếu như mà các bạn gặp một cái vấn đề gì đấy trục trặc thì nó sẽ dễ sửa hơn là khung nhôm. Ngoài ra thì như các bạn cũng đã biết, một cái đặc tính của thép đó chính là thép nhanh bị rỉ. Tuy nhiên thì đối với lại Chinx K016 này thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm vì nó được làm từ thép chống rỉ, và bên cạnh đó được sơn bên ngoài một lớp sơn tĩnh điện giúp cho các bạn có thể an toàn bảo vệ xe khi mà các bạn di chuyển trong điều kiện ẩm ướt hoặc là trời mưa gì đó, thì các bạn cũng không lo là xe sẽ bị nhanh hơn than rỉ nhá. Và cái điểm khác biệt thứ hai mình sẽ chỉ ra trên hai con xe này đó chính là cái kết cấu khuộc hai con xe. Hai chiếc phục này thì đều có kết cấu là phục thép. Tuy nhiên thì như các bạn để ý, trên M136 nó được thiết kế thêm mở khóa mở hành trình. Cái khóa mở hành trình này giúp cho các bạn có thể dễ dàng điều khiển đóng và mở phục trong những cái điều kiện địa hình mà các bạn di chuyển. Phục 6 này thì như các bạn thấy là nó có kết cấu đơn giản hơn. Cái loại phục này cũng là cái loại phục nó không cao cấp bằng cái phục của con M136. Nên là các bạn khi mà cái dòng xe K016 này thì các bạn sẽ sử dụng đi ở trên những cái địa hình đường phố hoặc là địa hình nó không phải là cái địa hình dạng địa hình kỹ thuật. Còn nếu như mà các bạn đi vào cái dạng địa hình kỹ thuật thì các bạn sẽ rất là khó xử lý. Như các bạn cũng đã biết là một chuyển động nó đóng vai trò rất là quan trọng trên chiếc xe đạp thể thao, đặc biệt là xe đạp địa hình. Vậy thì hãy cùng mình xem là bộ chuyển động của K016 và 136 nó sẽ chuyển động gì nhé. Đầu tiên đó chính là chiếc xe đạp K016 thì sử dụng bộ chuyển động với tay đề số là Shimano 27 tốc. Và với bộ chuyển động trước là Sunrun. Bộ chuyển động sau cũng là Sunrun. Thật ra là mình cũng không biết là mình đọc tên như thế đã đúng hay chưa. Nói tóm lại thì trên chiếc xe này nó sử dụng là có tay gạt số là của Shimano thôi. Còn về Chinx K M136 thì được sử dụng là tay chuyển số Shimano 21 tốc. Tuy nhiên thì cái tay gạt đề này so với lại con M136 thì nhìn nó xịn hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì bộ chuyển động trước đó là Shimano Tourney TZ, và bộ chuyển động sau cũng tương tự Shimano Tourney TZ với 7 tướng đĩa. Thì như các bạn đã biết là bộ chuyển động của Shimano nó rất là quen thuộc đối với lại tất cả các dòng xe đạp thể thao, và nó giống như là một cái tiêu chuẩn của dòng xe đạp thể thao bình dân cao cấp. Shimano cùng với lại SRAM hoặc là Campagnolo là một trong những cái hãng bộ chuyển động nổi tiếng nhất ở trong cái giới xe đạp thể thao.
Có lẽ là ba cái sự khác biệt trên thì nó đã làm cho 9X K016 và 9X M136 có sự khác biệt nhau về giá như thế. Tuy nhiên thì dựa vào những cái ưu nhược điểm mà mình đã phân tích ở trên, tất nhiên là nó sẽ không thể kỹ càng được, nhưng vẫn có một phần nào mang đến cho các bạn cái nhìn cảm quan nhất về hai dòng xe này. Và nếu như mà các bạn còn ý kiến thắc mắc nào, cũng như là muốn xe đạp VIP làm về dòng xe nào nữa, thì các bạn hãy comment ở phía bên dưới video này nhé. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.